Hello các bạn ơi, cuối năm mình sẽ xả kho một số mẫu, trong đó có những cái là mình sẽ ngừng ngừng bán, nên mình xả kho cho hết luôn. Ví dụ như là cá sắt nè, với phụ kiện câu lua. Đó, sau này là mình sẽ tập trung vào bán nháy hơi, mà nháy hơi là nháy hơi tự làm. Nháy hơi tự làm. Đây. Đây là những con nháy hơi mà nhập về là mình cũng sẽ xả kho luôn. Với lại túi đeo chéo mình sẽ tập trung vào bán ná cao su, bắn chim nè, và câu lua, nhưng mà chỉ bán mồi thôi, mồi câu lua và dây câu lua thôi, cần câu mình cũng sẽ xả kho luôn. Bây giờ ở đây cá sắt nha, cá sắt là 20.000 một con, cá sắt xịn nha, 20.000 một con nha. Ê, không giấu gì anh em đâu, nhập vào là đã 25.000 một con rồi đó. Loại này nhập vào đã 25.000 một con. Lưỡi là BKK đó, con này là 7 gram. Cá sắt có hai loại, một loại 7 gram và một loại 14 gram, đồng giá là 20.000 một con. Này là thanh lý lỗ vốn nha. Các bạn có thể tham khảo thử, các bạn sẽ biết. Mình đã nhập vào là đã 25.000 một con rồi đó. Bây giờ chỉ còn từng này thôi. Là bán là 20.000 một con, đồng giá. Kìm kẹp nè. Kìm kẹp. Kìm nhỏ 30.000 một cây. Kìm này là kìm gỡ lưỡi câu nha, chứ không phải kìm kẹp nha, 30.000 một cây. Đó. Kìm lớn hơn một xíu nè thì 60.000 một cây. Đây mình lấy cái cây này đi cho nó dễ, nó không có cái túi. Đây, kìm gỡ lưỡi câu này thì 60.000 một cây. Thanh lý nha, không có lời các bạn ngàn nào hết, tiền ship các bạn tự trả luôn đó. Tới nhà mua thì giá này, mua xa là các bạn phải tự trả tiền ship. Rồi kìm này là kìm kìm có dây, có dây và có hai cái lưỡi dao hai bên này nữa nè, thì 80.000 một cây. Ok nha, hàng mới đàng hoàng. Chẳng qua là mỗi thứ nó mình còn rất ít, mình không có không kinh doanh cái mặt hàng này nữa, mình bán cho hết đi, quá nhiều đồ rồi. Mình sẽ tập trung mà mình bán một hai món thôi, ná cao su, bắn chim mà câu lua được rồi. Túi túi số 6 nha, đó, túi đựng cá lóc nè, 35 đó, bên này 35, 30 ngang 25, túi thông dụng đó. Mình bán 30.000 một cái thôi. Ok. Giá vốn luôn đó. Chứ bình thường các bạn mua là 45 đến 50.000. Túi hai lớp đàng hoàng nha, túi xịn, đổ nước vào không thấm đâu. Cứ mua hàng thì kiểm hàng, hàng chất lượng xưa giờ các bạn biết rồi. Đó, câu lua nè. Ba món đó. Tiếp theo là còn nhái. Đây là mấy con cá nè, mấy con cá mềm nha, mình rồi nè, mình đang bán chỉ còn 10.000 đồng một con thôi. Bán lỗ luôn nha, bán lỗ luôn chứ không có lời đâu, nhập trên 10.000 một con đó, bán 10.000 một con. Đây chỉ còn có vài con thôi, mồi mềm nè, còn sót lại một vài con nữa, 10.000 đồng một con luôn. Mồi mềm ở đây hình như còn có một con đó là hết luôn rồi. Giờ mấy con cá thì ở đây là còn, đây còn khoảng một chục con cá nữa, là bán 10.000 một con. Ok. Hung tơ V7 chỉ 90.000 thôi. Các bạn mua sỉ cũng chưa được giá này nha, tại vì mình nhập vào nó đã là 95.000. Hung tơ V7 nè. Hung tơ V7 là con mồi nổi, 90.000 một con. Lưỡi mồi mềm là 10.000 đồng một cái luôn, bán cho hết nha. Nhái gồng nè, nhái gồng Thái Lan là chỉ 60.000 một con thôi, nhập vào là 58.000, bán cho các bạn 60.000 một con. Con này thì còn có vài con thôi nha, con chuột. Con chuột là 60.000 một con, không phải chuột của LK nha, chuột này là chuột Monter của Thái Lan nha. 60.000 một con. Còn nhái nhảy 60.000 một con. Còn hai con. Bán cho hết để dẹp. Các bạn biết rồi, mình bán số lượng ná rất là lớn, mình chuyên bán sỉ ná nên là mình lắm muốn lấn sân qua câu lua nó, nhưng mà nó bề bộn quá, mình mới bán như này cho nó hết đi. Bán cho nó hết để mình bỏ và mình tập trung vào làm nhái hơi nè, bán sỉ. Và bạn nào mua lẻ thì mua,
chỉ bán nhái hơi mình tự làm thôi, không bán thêm những cái này nữa. Đây là lưỡi câu mồi mềm nè, cũng còn 4-5 cái, 50 ngàn một cái. Lưỡi AG15, 50 ngàn một cái nha, 5 cm. Các bạn sẽ không bao giờ mua được với giá như thế này khi mà ở những chỗ khác nha, tại vì giá này là giá bán thanh lý rồi, có cái thì bán lỗ, cái thì bán về vốn. Ở những cái ví dụ như lẻ 2-3 ngàn là mình không có bán lẻ, nên là mình mới để bán lỗ như cái đó đó, cái sắt bán lỗ. Bán 20 ngàn thôi, bán lỗ cũng được, bán cho hết để dẹp cho nó gọn chỗ này. Rồi dây câu lua thì mình vẫn bán bình thường, mấy cái này thì 40 ngàn một cồn thôi nha. Trước Catula thì 40 ngàn một cồn mấy cái dây này để bắn cá được. Còn mình bán lâu dài thì nó sẽ khác nha, thanh lý thì nó khác. Đó, các bạn nhanh tay quẹo lựa. Hộp đựng mồi nè, 20 ngàn một cái nha. Loại nhỏ 20 ngàn nè. Loại lớn là 40 ngàn nè. Loại xịn sò luôn chỉ 80 ngàn thôi nha. Nhập vào đã là 77-78 ngàn rồi đó. Nhưng không còn nhiều đâu, mỗi cái chỉ còn một vài món thôi. Một vài cái là hết luôn. Ok. Rồi, các bạn nào muốn mua chơi xin shop thì liên hệ qua Zalo, mình sẽ gửi hình xin shop cho các bạn. Cần câu lua thì chỉ còn vài cây thôi. Mấy cái này là đồ mình chơi nên không bán. Chỉ còn vài cây để đây, bán hết để cái kệ này để đồ mình chơi. Ok, tạm biệt các bạn nha. Các bạn nào có muốn thêm chi tiết thì thêm hình ảnh nhiều hơn thì vào Zalo của mình. Ok, chào tạm biệt các bạn nha.